là Thôn Phệ Thinh Không tập 141 đã được cập nhật. Ở tập trước, nhà sản xuất đã thêm thắt nhiều tình tiết hơn cho La Phong, không chỉ đánh bại huyễn ma, anh còn loại bỏ được kiếm quang ngải thần. Điều đặc biệt nhất là La Phong đã thay đổi vận mệnh, xuất sắc tiến vào top 4. Dựa theo đoạn trailer của tập 141, trận chung kết đã chính thức khép lại và La Phong cùng với Vuka đều dừng bước ở top 2. Còn Bá Lan đã thể hiện sự bá khí khi mà đánh bại Lũng Vân giành lấy ngôi vô địch. Hãy cùng VLTG đi phân tích nội dung của Thôn Phệ Thinh Không tập 141 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Ở trong trailer có thể thấy rằng La Phong, Bá Lan, Lũng Vân và Vuka là 4 người xuất sắc nhất, nổi bật giữa hàng ngàn tỷ thiên tài và tiến vào vòng bán kết. Trận chiến tứ cường đã chính thức nổ ra khi mà La Phong đối đầu với Bá Lan. Trong khi đó, Vuka và Lũng Vân cũng tranh đấu với nhau. La Phong và Vuka cũng có một trận chiến riêng, tình tiết vô cùng gay cấn. Do quy tắc của trận bán kết là các cặp đấu diễn ra cùng lúc, nghĩa là La Phong đối đầu với Bá Lan và Vuka đấu với Lũng Vân cùng thời điểm. Với tiến độ hiện tại, một tập phim đã đủ để kết thúc trận chung kết, vì các trận chiến giữa họ sẽ sớm đi đến hồi kết. Theo đoạn trailer, La Phong đã chiến đấu quyết liệt với tử thần Bá Lan. Mặc dù nhà sản xuất đã thêm nhiều phân cảnh cho La Phong, cho phép anh bộc lộ hết sức mạnh, thậm chí dù bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng tung ra chiêu cuối cùng đầy sức mạnh, thể hiện ý chí quyết chiến tới cùng. Tuy nhiên kết quả đã được định sẵn, bởi vì tử thần Bá Lan chỉ là chiến thần tối thượng trong cuộc chiến thiên tài này, một tồn tại ở cấp bậc vượt trội. La Phong không thể nào vượt qua được, dừng lại ở top 2. Trận đấu giữa Vuka và Lũng Vân tuy có ít cảnh hơn, thế nhưng mà cũng vô cùng hoành tráng. Cả hai đã đều tung hết sức mạnh, chiêu thức mạnh mẽ khiến người xem mãn nhãn. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng sau khi La Phong thất bại, anh đã chiến đấu với Vuka. Điều đó có nghĩa là Vuka đã thua trận đấu với Lũng Vân và dừng bước ở top 2, còn Lũng Vân thì vào trận chung kết. Sau khi La Phong và Vuka thất bại và bước vào trận tranh hạng 3, theo quy tắc của trận chung kết, Bá Lan và Lũng Vân cũng sẽ quyết đấu để giành ngôi vô địch. Theo phong cách thường thấy của nhà sản xuất, chỉ những trận chiến của La Phong mới được chú trọng khắc họa. Vì vậy, trận đấu tranh ngôi vô địch giữa Bá Lan và Lũng Vân có lẽ sẽ không có quá nhiều cảnh đặc sắc, chỉ tầm 1 phút là có thể kết thúc trận chiến. Về kết quả không khó để đoán trước, dù Lũng Vân điềm tĩnh và ẩn giấu sức mạnh rất là sâu, chưa từng để lộ ra trong các trận đấu trước đó. Thế nhưng mà thật đáng tiếc khi mà Lũng Vân lại phải đối đầu với Bá Lan, một đối thủ mà nếu là bất kỳ ai khác, Lũng Vân đều có thể đánh bại. Tuy nhiên trước Bá Lan, Lũng Vân chỉ còn lại cảm giác bất lực. Cuối cùng tử thần Bá Lan không có gì ngạc nhiên khi mà giành chiến thắng áp đảo. Sau khi Bá Lan đánh bại Lũng Vân, anh đã giành ngôi vô địch của cuộc chiến thiên tài năm nay. Điều này đã nằm bên trong dự đoán của công ty vũ trụ giả định trước đó, vậy nên họ đã chuẩn bị sẵn hài xuất vào vùng không gian nguyên thủy nhằm dành cho cả nhà vô địch và Á quân một cơ hội. Với việc Bá Lan và Lũng Vân tiến vào vùng không gian nguyên thủy, còn La Phong và những người khác sẽ đến vùng không gian Thái Sơ, bộ phim Huyết Lạc Đại Lục cũng chuẩn bị bắt đầu. Nhiều khả năng phim sẽ được phát sóng vào cuối tháng 10, khiến người xem vô cùng là mong chờ. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của Thôn Phệ Tinh Không tập 141. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.